Quay trở lại mùa thứ 3 của Học viện Anh Hùng, liệu ác nhân hội đang toan tính kế hoạch gì? Trong khi học sinh của UA đang có thời gian nghỉ hè trước khi tham gia vào trại huấn luyện trong rừng. Để phòng trừ các bạn quên, chúng ta sẽ tổng hợp lại siêu năng của toàn bộ học sinh lớp 1A. Aoyama, laser từ rốn. Số 2, Mina Ashido, acid. Số 3, Ashiyu, X. Số 4, lớp trưởng Tenya Aida, siêu năng bô xe độ. Số 5, Uraraka, khả năng thao túng trọng lực. Số 6, Ojiro, đuôi thịt. Số 7, Kaminari, Pikachu. Số 8, Kirishima, cứng. Số 9, Koji Koda, nói chuyện với động vật. Số 10, Sato, đường quyền. Một miếng đường tăng 3 miếng cơ. Số 11, Shoji, tay bạch tuộc. Số 12, Jiro, rắc tai nghe, cắm vào để nghe. Số 13, Sero, người nhện khuỷu tay. Số 14, Kokoyami, siêu năng chim đen. Số 15, Todoroki, nướng thịt bên trái, làm đông bên phải. Số 16, Toru Hagakure, vô hình. Số 17, Bakugo, bộc phá, tạo ra vụ nổ từ mồ hôi. Số 18, Izuku Midoriya, hay còn gọi là Deku, siêu năng, main chính. À không, One for All. Số 19, Mineta, quả bóng dính. Số 20, Momo, túi thần kỳ của Doraemon. Số 21, Content Thịnh Tu. Và số 22, Tô Quản Quại. Đó là toàn bộ siêu năng của 20 học sinh lớp 1A. Dù là được nghỉ nhưng các anh em luôn kiếm cớ để luyện tập. Điển hình là vào sáng hôm nay, cả lớp kéo nhau ra bể bơi để rèn luyện cơ thể. Deku nhớ lại quãng thời gian mới vào trường. Lúc đó cậu còn nghĩ mình đã bị đuổi ngay vì không có siêu năng gì. Cũng may được top 1 server búp bẩn. Để giờ đây, thậm chí cậu đã có đủ sức mạnh để lấn lướt thắng từng bắt nạt mình. Lớp trưởng nghe Deku tâm sự thì liền nghĩ ra một ý tưởng, biến buổi vui chơi này thành một cuộc thi. Nghe cũng hay đấy. Cho đến khi ai cũng sử dụng siêu năng, rồi biến đây không còn là cuộc thi bơi nữa. Trước khi bể bơi biến thành một cái gì đó không bơi được, thầy chủ nhiệm đã ra mặt để khóa hết siêu năng của cả nhóm, rồi đuổi hết lũ mấy đứa giặc non này về nhà. Sáng hôm sau, chuyến xe đưa cả lớp đi đến một khu vực ngoại ô. Ở đây lớp 1A đã được diện kiến với nhóm Mồn Lèo. Đây là hai trong số 4 cô mèo đang hoạt động với tư cách là anh hùng với nhiệm vụ bảo vệ người dân vùng núi. Cả hai nhanh chóng bắt đầu khóa huấn luyện bằng cách đẩy tất cả học sinh xuống vách núi, bắt chúng nó chạy bộ tới nhà chung. Nhưng để tới được đó, tất cả phải vượt qua khu rừng quái thú. Đây là thứ mà thầy chủ nhiệm yêu cầu hai cô anh hùng chuẩn bị cho đám học sinh để chúng có kinh nghiệm trước khi bước vào năm thứ 2. Bởi việc sử dụng siêu năng ở thực địa khác xa với việc sử dụng nó trong trường. Nhưng vì đám quái vật được tạo ra hoàn toàn bằng đất đá và được điều khiển, nên vẫn có thể tránh khỏi tai nạn ngoài kiểm soát. Cuối cùng, nhóm học sinh lớp 1A đã mất cả ngày để vượt qua khu rừng. Thay vì để ý tới hai chú mèo xinh tươi, Deku lại bị thu hút bởi một thằng bé được dắt theo. Nó là Kota, đứa cháu của hai cô. Thằng cu mặt lầm lì này sẽ ở cùng với nhóm học sinh lớp 1A. Nó ngoài cái mặt khó ở ra thì tự nhận mình rất ghét mấy kẻ muốn làm anh hùng. Vậy thì lý do đằng sau rốt cuộc là gì? Sau một lần Kota bị ngất đi do trượt chân thành nhà tắm, may là Deku đỡ kịp, thì anh hùng mèo đã tiết lộ bố mẹ thằng bé từng là anh hùng và họ đã hy sinh trong việc bảo vệ dân làng. Đối với một thằng bé thì cùng lúc mất đi cả ba lẫn mẹ chẳng khác nào mất đi cả thế giới. Còn thế giới thì lại ca ngợi sự hy sinh đó như là một hành động tuyệt vời. Đó là lý do mà một thằng bé như Kota rất ghét anh hùng. Điều này cũng làm Deku phải tự suy nghĩ về công việc mình đang làm. Nhưng mà nó sẽ chỉ làm cậu cảm thấy trách nhiệm hơn mà thôi. Qua tới ngày hôm sau, tất cả học sinh đã bị gọi dậy từ lúc 5 giờ sáng. Thầy chủ nhiệm vứt cho Bakugo một quả bóng trời và kêu cậu ném nó đi thật xa để xem so với ngày nhập học thì quả sầu riêng của chúng ta đã tiến bộ được tới mức nào. Tưởng rằng sẽ có một kỷ lục mới được xác lập. Tuy nhiên đáng buồn thay, quả bóng được ném đi chỉ bay xa hơn 4 mét so với lần thi trước. Điều này kết luận được rằng tuy học sinh có sự tiến bộ về tinh thần và kỹ thuật, nhưng sức mạnh siêu năng lại chưa có sự thay đổi nhiều. Đó sẽ là mục đích của buổi luyện tập trại hè lần này. Cùng với lớp A thì lớp láng giềng với sự dẫn dắt của anh hùng máu Vlad King cũng sẽ khai phá những siêu năng của mình. Theo lời ông thầy, siêu năng cũng giống như cơ bắp, nếu liên tục luyện tập với cường độ cao thì chúng sẽ ngày một mạnh hơn. Vậy cụ thể họ làm điều đó như thế nào? Với Bakugo, cậu được hướng dẫn nhúng tay vào nước sôi để làm giãn nở lỗ chân lông, dẫn đến việc phát triển tuyến mồ hôi, cho phép cơ thể tạo ra những vụ nổ tầm cỡ hơn. Với Todoroki, cậu học cách sử dụng luân phiên giữa lửa và băng để có thể cùng lúc điều khiển nóng và lạnh. Còn Zero, thầy chủ nhiệm yêu cầu một cuộc giảm giá mạnh mặt hàng giấy vệ sinh, khiến cậu phải sản xuất liên tục như một lao động da màu. Ở một góc khác, Kirishima và đuôi thịt lại dễ dàng hơn khi một người đánh, còn một người trở thành bao cát. Ở miệng đỉnh núi, Kaminari đang kết nối với máy phát điện để tăng sức chống chịu của bản thân. Các thành viên khác cũng phải chịu chung số phận. Nhìn bề ngoài thì không khác gì nô lệ khổ sai. Mỗi tội là tự giác chứ không có ai đứng sau quất roi. Tính cả học sinh lớp A và B thì có đến 40 người. Ai cũng đang sử dụng siêu năng ở mức tối đa thế này. Nên biệt đội Pussycat đã gọi đến hai thành viên còn lại để cùng giúp hai thầy chủ nhiệm quản đám học sinh. Hào hứng là vậy nhưng anime lại skip một mạch tới buổi chiều tối. Trong khi mọi người đang nạp lại calo sau một ngày luyện tập chăm chỉ, thì thằng bé Kota lại một mình lủi thủi đi vào trong rừng. Có lẽ nó nghĩ mình không tập nên không được ăn, hoặc là sĩ diện với nhóm anh hùng. Vậy nên người hay quan sát nhất, Deku, đã mang một phần thức ăn lên cho cậu nhóc. Mỗi tội là quên mang thìa. Để làm cho thằng bé dễ nuốt hơn, Deku đã nhắc lại chuyện bố mẹ nó mất, rồi kể rằng mình có một ông anh. Ông anh này sinh ra không có năng lực gì cả, nhưng không vì thế mà nhụt chí muốn làm anh hùng. Cuối cùng là mong ông em có cái nhìn thoáng hơn về siêu năng. Anh hùng không thể tồn tại nếu như không có tội phạm. Và những người yêu thích phim ảnh sẽ không thể bỏ qua một group về phim của chúng tôi. Mày đừng có kể mà làm tao xúc động nha.
Có tên là phim này hay phết, nơi mọi người tha hồ bàn luận về phim tất nhiên rồi. Quay trở lại, liên minh của Shigaraki đã có mặt gần khu trại hè. Đây có thể coi là màn debut của nhóm cùng với các thành viên mới. Chúng sẽ tấn công trong lúc nhóm học sinh mất cảnh giác nhất. Cụ thể là lúc các học sinh đang chơi trốn tìm trong rừng. Lợi dụng địa hình khô hanh dễ cháy, ác nhân Dabi đã dùng ngọn lửa xanh của chính mình nhóm lò vòng ngoài của khu rừng. Vòng bên trong thì được nhả khói gây mê. Giờ đây cả nhóm học sinh cùng các anh hùng đều bị dồn vào thế đường cùng, khiến cho một cuộc ẩu đả là điều không thể tránh khỏi. Tuy lực lượng của nhóm UA đông hơn ác nhân, nhưng sự non nớt về kinh nghiệm cũng như việc bị chia nhỏ khiến cho mọi người cần phải tự phối hợp với nhau. Ở trong rừng, Momo tạo ra những chiếc mặt nạ phòng độc cho những người chưa dính khí gây mê. Đây lại đa phần là các học sinh lớp B. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó, cậu bạn Tetsu người sắt lại lạc quan cho rằng hoàn cảnh này chính là thứ mà lớp mình thiếu so với lớp A, một cơn khủng hoảng. Vào cái lúc mà ai cũng tự bảo vệ mạng sống của mình, thì ở trên núi, thằng Kukota đang phải đối diện với một thế lực thực sự. Bằng một sự trùng hợp đầy sắp xếp, tên ác nhân đứng trước mặt nhóc chính là kẻ đã ra tay với bố mẹ cậu. Hắn là tội phạm có siêu năng cường hóa cơ bắp. Ngay trước khi cú đấm ngàn cân giáng xuống máu mủ cuối cùng của dòng họ, thì Deku đã xuất hiện kịp thời để bế cô ta ra. Vì tình hình đang rất hỗn loạn nên Deku đã phải một mình phóng tới đón thằng bé. Đứng trước Deku, xét về cả sức mạnh lẫn hạng cân của đối phương, thì kèo này không khác nào bắt Du Thiên tay bo với hiếu khổng lồ. Một đấm phá nát xương ống tay, đấm hai núi long đất lở, cước ba khó thở ruột gan lộn tùng phèo. So với sức mạnh thuần túy này, One for All của Deku chỉ là cho trẻ con. Càng ngày triết lý anh hùng của Main càng bị tẩn cho ra bã. Vậy lúc này, thứ gì có thể khiến Deku có động lực lật lại keo? Không ai khác chính là cô ta. Thằng bé vì quá tức giận nên đã tiết lộ thân phận của mình, khiến tên cơ bắp chuyển mục tiêu. Nhận ra cơ hội của mình, Deku lao lên với 100% sức mạnh. Cứ tưởng cú đấm đó sẽ hạ gục đối thủ, thì hóa ra trước giờ hắn mới chỉ đang đùa giỡn. Tới khi Lý Đức khoe mẽ toàn bộ các thớ cơ của mình ra, thì tới núi non cũng phải rụng rời. Deku phân vân về việc có nên bế cô ta về lại trại hay tiếp tục ở lại chiến đấu, vì tốc độ của tên này cũng không phải dạng vừa. Cuối cùng cậu chọn cách sống mái với tên cơ bắp để thằng bé có khoảng trống chạy về nhà. Với đôi tay dập nát của mình, Deku tiếp tục dồn 100% sức mạnh để chống trả lại chiếc máy ủi di động phía bên kia. Rõ ràng ngay từ đầu, kèo đấu này chưa một phút giây nào Deku giành được lợi thế. Đó là sự áp đảo hoàn toàn về cả sức mạnh lẫn tốc độ. Trong giờ phút nhắm mắt xuôi tay, câu xin lỗi mẹ cũng đã được thốt ra, thì bất ngờ tiếng hét của cô ta đánh thức bản năng trong Deku. Cậu vực dậy với 1.000.000% sức mạnh, đánh bật ác nhân cơ bắp bắn vào khe núi. Đây không gọi là búp bẩn thì tôi cũng không biết gọi nó là gì nữa. Ở phía bên cạnh, cô ta sau pha cứu mạng để đời này, có lẽ cậu bé sẽ thay đổi ý niệm của mình về những người làm anh hùng. Deku dù vừa bước qua cửa tử, nhưng khi nghĩ về cảnh đồng đội phải đối mặt với những tên tội phạm cỡ như thế này, cậu lo lắng cho bạn bè mình. Thế nên ngay lập tức, Deku khởi động tay chân và đưa cô ta về trại cùng nhau ứng chiến. Không lâu sau, cậu gặp lại thầy chủ nhiệm. Deku được thầy giao nhiệm vụ đi thông báo cho Mandalay, cô mèo có khả năng thần giao cách cảm, để truyền đi thông điệp rằng tất cả học sinh lớp A lẫn lớp B đều được phép tham gia chiến đấu. Mọi trách nhiệm thầy Aizawa sẽ chịu hết. Ngoài ra lũ ác nhân được nhiệm vụ bắn vào Bakugo. Không biết vì lý do gì, nhưng hiện tại cậu ta đang ở cùng với Todoroki. Top 1 và top 2 của lớp 1A đang bị chặn lại bởi một tên ác nhân có khả năng phóng những lưỡi kiếm ra từ răng của mình. Xung quanh địa hình thì toàn cây với cối, nên khả năng của hai anh em bị giới hạn. Nếu như không muốn tự thiêu sống bản thân mình, bên một khu khác, hai học sinh lớp B đang tìm kẻ phát tán ra khói gây mê. Lần theo độ đậm đặc của khí ga, tay bo và tay cứng phát hiện ra một tên mặc trang phục quân sự với đôi bàn tay to tưởng chừng như lố bịch. Cô bạn này đã quạt đi hết lượng khí độc để cô bạn người sắt có thể không cần lấy tay bịt mũi mà cho hắn một đòn chí mạng vào giữa mặt. Và thế là vấn đề khí độc được giải quyết. Trong khi đang đi roam map, Deku suýt chút nữa thì bị bóng tối tấn công. May có anh bạn nhiều tay Soji kịp đẩy cậu ra. Tại đây, cậu ta nói về việc Tokoyami đã không kiểm soát được sức mạnh bóng tối và để cho con chim trong mình quậy tứ tung. Giờ thì Deku có hai lựa chọn. Một là phóng tới chỗ Bakugo để hỗ trợ. Hai là ở lại, tìm cách dụ con chim của Tokoyami tới chỗ có ánh lửa để làm nó dịu đi. Cuối cùng, Deku và Soji chọn cách cùng nhau tới chỗ hai người bạn của mình vì sức mạnh hai khứa có thể tạo ra ánh sáng. Thế là một công đôi việc, con quỷ trong Tokoyami sau khi bị kéo tới, nó vã luôn tên ác nhân răng dài kia. Sau khi bị hắn hạ gục, Bakugo và Todo mới bật lửa lên để làm nó hạ hỏa. Kết quả nhóm học sinh đã hạ được một tên ác nhân nữa. Bây giờ cả nhóm sẽ đi xuyên qua khu rừng để tránh combat. Trên đường đi, mọi người thấy Ochako và Asui đang giao chiến với Toga. Con bé điên này vẫn chưa lộ khả năng của mình, nhưng nó đã kịp xin chút tiết của Ochako và làm nhảm với cái thứ tình yêu độc hại gì đó. Khi thấy đám con trai tiến đến thì nó cũng nhanh chóng rời đi. Một mối hiểm họa vừa rời đi, một tên khác lại bước tới. Hắn là Mr. Compress, ác nhân với những trò ảo thuật ma mãnh. Trong lúc mọi người mất cảnh giác, hắn đã thu Bakugo và Tokoyami vào một viên bi. Quả nhiên sau khi thấy tiềm năng của con chim đen, phía tội phạm đã thêm cậu bạn đầu chim vào danh sách bắt cóc. Tên Compress này không ham đánh nhau. Sau khi bắt được con hàng, hắn thông báo cho đồng đội để rút quân ngay lập tức. Không từ bỏ ở đây, Deku lập ra kế hoạch súng cao su bằng cách kết hợp sức mạnh giải phóng trọng lượng của Ochako. Cả ba anh tài sẽ được Asui ném đi bằng chiếc lưỡi của mình. Khi bay trên không, Soji bung cánh ra để điều chỉnh quỹ đạo và tất cả đã bắt được tên ảo thuật ra trước khi hắn kịp giao hàng. Với những cánh tay kỳ diệu của mình, Soji đã nhanh nhẩu thó được hai viên bi đang chứa bạn mình. Cả nhóm định cầm hàng chạy đi thì con Nomu được thả ra đã quay trở lại. Tưởng rằng sẽ nổ ra một cuộc đánh nhau to, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của tên cổng dịch chuyển đã kéo cả nhóm tội phạm đi khi chúng được lệnh rút quân.
Vậy chúng sẽ dễ dàng rời đi khi chưa hoàn thành nhiệm vụ ư? Tất nhiên là không. Một nhà ảo thuật thì luôn biết cách lừa lọc khán giả. Hai viên bi mà Shoji lấy được thực chất là băng được biến thành, còn bi thật hắn đang ngậm trong miệng. Ngay lúc chuẩn bị ngã ngũ, từ trong bụi, Aoyama bắn ra luồng ánh sáng từ rốn, khiến tên ảo thuật văng ra hai viên bi. Todoroki và Shoji bắt lấy thời cơ, lao lên đoạt lại bạn mình. Nhưng Dabi đã nhanh hơn, cướp lấy một trong hai viên. Đen đủi thay, nó lại chính là viên chứa Bakugo. Và thế là đầu sầu riêng bị liên minh tội phạm bắt đi ngay trước mặt bạn bè mình. Các cơ quan chức năng có mặt không lâu sau cuộc tấn công. Trong tổng số 40 học sinh đã được đưa đi trại hè, có 15 người bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khí ga, 11 trong số đó còn bị thương nhẹ tới nặng. Số còn lại thì không sao hết vì đang ở trong trại. Và có một người bị mất tích chưa rõ sống chết ra sao. Còn phía anh hùng chuyên nghiệp, một cô mèo bị chấn thương nặng vùng đầu, còn một người đã mất tích sau khi đổ máu. Đối với phía tội phạm, có 3 tên bị bắt lại. Sự vụ này khiến làn sóng tẩy chay trường UA nổi lên kịch liệt, khiến nhà trường bắt buộc phải bật mốt riêng tư, đóng cửa toàn bộ lối ra vào và đề nghị không trả lời với cánh nhà báo. Có lẽ nước cờ bắt Bakugo của đám tội phạm nhằm đánh trực tiếp vào lòng tin của người dân dành cho hệ thống giáo dục của UA. Nếu như học sinh từng vô địch giải hội thao mà theo phe ác, đó sẽ là dấu chấm hết cho trường học UA. Trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra, các thầy cô và phía cảnh sát phải hành động. May sao là Yao Yorozu đã kịp gắn một thiết bị theo dõi lên người của Nomu. Cộng với tin tức có được từ người dân, có vẻ như cảnh sát đã biết được nơi ẩn náu của liên minh tội phạm. Đáng nhẽ ra nó là việc của người lớn, nhưng đám trẻ lớp 1A, nhất là Kirishima, cảm thấy vì mình ngoan ngoãn ở trong trại nên Bakugo mới bị bắt đi. Vì thế cậu cũng có một phần trách nhiệm. Vì vậy nên tóc đỏ đã rủ dê anh em đi cứu bạn về. Và người dễ rủ nhất không ai khác chính là Deku, bởi vì đám còn lại không ai dám trái lời của thầy cô giáo, cũng như là quá mạo hiểm để nhúng tay vào chuyện của tội phạm. Còn Deku, mặc dù rất muốn đi cứu bạn mình, nhưng lời cảnh báo của bác sĩ đã làm cậu phải cân nhắc. Vụ đụng độ với tên cơ bắp đã khiến cơ thể cậu rơi vào ngưỡng báo động. Nếu còn phá sức một lần nữa, từ nay về sau, cánh tay cậu để thò xuống đũng quần e rằng cũng khó khăn. Cùng với đó thì Deku nhận được lá thư cảm ơn và xin lỗi của nhóc cô ta. Điều này liệu có làm nên thay đổi quyết định của mình? Quả nhiên về tính khí thích nhúng tay vào chuyện người khác, Deku tối hôm đó vẫn có mặt trước cổng bệnh viện để cùng Kirishima và Todo đi cứu Bakugo. Ngay lúc cả nhóm chuẩn bị hành động, lớp trưởng Aida có mặt và quát cho cả đám một trận, tưởng rằng sẽ khiến bọn học sinh nông nổi quay trở về nhà. Ai dè Aida nhập hội cùng luôn. Tuy nhiên kế hoạch của nhóm năm này sẽ là tìm cách hoạt động trong bí mật và tránh giao chiến nếu như tình thế không bắt buộc. Trước khi tiến vào ổ quỷ, cả năm người lên đồ để trông giống như người thường hơn là mấy học sinh có năng lực. Cùng lúc đó, ở trong quán bar nhỏ, băng tội phạm đang cố gắng thuyết phục Bakugo hắc hóa. Có lẽ chúng nghĩ một kẻ thích động tay động chân như cậu sẽ dễ dụ hơn đám còn lại, nhưng mà chúng đã nhầm. Tuy tính tình có phần nóng nảy, cơ mà khát khao chiến thắng trong Bakugo thì luôn cháy mãi từ khi biết tới All Might. Trên TV, thầy Aizawa đang phải trả lời toàn bộ những câu hỏi móc mỉa từ cánh phóng viên. Ông cũng tin rằng học trò của mình sẽ không bao giờ bị biến chất, cho dù có bị rót vào tai bao nhiêu lời xàm đi chăng nữa. Trong lúc đó, khi liên minh tội phạm vì không thể thu phục nên đã định đánh ngất Bakugo, thì bất ngờ từ phía cửa, Omai đã phá cửa tả sung hữu đột xông vào. Tiếp theo đó, anh hùng rễ cây trói toàn bộ lại, không kẻ nào có thể trốn thoát khỏi đây. Quả nhiên tóc tia anh hùng vẫn là một cái gì đó ao trình bờ lờ. Đến khi Shigaraki định triệu tập lũ Nomu đang ngủ yên, thì toàn bộ đám quái vật đó đồng thời đã bị phía cảnh sát tập kích và tiêu hủy toàn bộ. Vậy liên minh tội phạm còn ai không? Đó chính là ông trùm đứng đằng sau tổ chức All for One. Hắn bất ngờ tạo ra hai khối chất lỏng dịch chuyển, vừa bắt Bakugo đi ngay trước mắt All Might, vừa thả ra đám Nomu của mình. Tình hình thế trận bỗng chốc trở về thế cân bằng. Từ một phân khu nơi đám Nomu bị khống chế, All for One bằng xương bằng thịt bước ra, chính thức diện kiến với toàn bộ người xem của The Reviewer. Không biết hắn ta có sức mạnh như thế nào mà qua một vài trao đổi chiêu thức, hàng loạt các anh hùng top đầu đều bất tỉnh. Nếu như quần bò không ném họ sang một nơi khác, có lẽ trưởng lực từ All for One đã cho tất cả lên bảng đếm số. All for One, kẻ được mệnh danh là đối thủ xứng tầm với All Might, người có sức mạnh thuộc hạng tuyệt đối, khiến các anh hùng top đầu cũng phải e sợ khi hắn ra tay. Trong một góc trường, đám học sinh lớp 1A đứa nào đứa nấy cũng tái mặt vì cái sức mạnh hủy diệt này. Đây chắc chắn là thứ mà các em mãi mãi không thể nào học được bên trong trường. Trong lúc liên minh cũng đã được triệu tập về, khó càng thêm khó, thì All Might đã lao thẳng từ trên trời, rồi tay trong tay với kình địch cũ. Khác với 6 năm trước, cái lần mà All Might đã có cơ hội để kết liễu tên trùm đầu sỏ, thì lần này ông đã yếu đi nhiều so với một All for One đã dung nạp biết bao loại siêu năng. Hắn cắm rễ vào người tên dịch chuyển, tạo ra một cổng cho đám đàn em tẩu thoát, trong khi mình giữ chân All Might. Thế nên nhóm của Deku bắt buộc phải ra tay, nếu không họ sẽ vụt mất cơ hội cứu Bakugo. Deku đã chuẩn bị một kế hoạch. Đầu tiên, Aida và Deku sẽ đưa Kirishima thẳng về phía Bakugo. Cùng lúc, Todoroki sẽ tạo ra một con dốc bằng băng, tạo điều kiện cho ba người có một cú bay lên trên không. Ngay lúc này, Kirishima sẽ là người thuyết phục Bakugo trốn thoát thay vì tham chiến, bởi cậu là người duy nhất nói mà đầu sầu riêng chịu nghe. Quả nhiên kế hoạch đã diễn ra đúng như dự tính. Khi đám tội phạm đẩy tên ảo thuật bay về phía nhóm học sinh, thì nữ anh hùng khổng lồ đã lấy mặt ra cản hắn lại, rồi ngã xuống cùng với hai quả đào to trình hình ngay trước màn hình. Cảm thấy tình hình đang ngày một xấu đi, All for One nhanh chóng đưa toàn bộ đám đàn em qua cổng dịch chuyển, còn bản thân mình thì ở lại solo với kẻ thù chuyển kiếp. Ngay cái lúc hắn vừa bị ăn một đấm chí tử, thì thời gian của Omai cũng đã cạn. Ăn một cú đấm từ All for One, suýt chút nữa Omai đã bắn văng vào chiếc máy bay trực thăng của phóng viên nếu không có sự ra tay của sư phụ mình. Ngay lúc này,
cả nước Nhật đang cùng dõi theo màn đối đầu giữa biểu tượng của hòa bình và định nghĩa của cái ác. Không biết cái ác ra sao chứ lần này dáng vẻ gầy gò của Omai đã bị camera quay lại hết. Điều có thể đánh bại Omai đơn chỉ có những đòn tâm lý. Bằng cách đó, All For One đã tiết lộ một bí mật động trời. Shigaraki chính là cháu của Nana Shimura, tức người truyền lại cho Omai sức mạnh. Chính tay Omai đã dã thằng cháu đó lên bờ xuống ruộng, nhưng giờ không phải lúc cho các suy nghĩ. Omai phải sốc lại tinh thần, vì nếu ông còn không chiến thắng được cái ác thì không một ai có thể. Dồn tất cả sức lực lại, Omai hóa to cánh tay phải của mình. Phía đối diện, All For One cũng dồn các siêu năng lên cánh tay phải. Cả hai all in trong một cú đấm duy nhất. Với sự chênh lệch về thể lực, Omai dễ dàng bị lấn lướt. Ngọn lửa trong ông đang ngày một yếu ớt. Đến khi bị dồn tới chân tường, Omai đột ngột truyền sức mạnh từ tay phải sang tay trái, đấm một cú mà đối thủ không ngờ tới. Ngay sau khi All For One có động thái phòng thủ, ông lại tiếp tục chuyển năng lượng sang cánh tay phải. Giờ mới là dồn toàn bộ 100% công lực. Đòn thế tung ra là thứ người Nhật sợ nhất, chính là cú đấm Hoa Kỳ. Sau khi ăn một đấm đầy tính dân chủ, All For One đã nằm sát đất. Còn Omai, ông cố gắng gồng cơ thể lên để cho báo đài còn lên hình. Câu cuối cùng mà ông nói khi chỉ tay vào camera, lần tới sẽ đến lượt mày. Với đa số người dân, đây chỉ đơn thuần là lời đe dọa cho đám tội phạm về biểu tượng hòa bình sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Nhưng với Deku, cậu biết câu nói đó là dành cho mình. Cậu biết lần sau người ăn cú đấm của All For One sẽ chính là bản thân chứ không phải một ai khác. Vì thế nên cậu mới khóc. Với một số người, đây được tính là một chiến thắng khi vừa giải cứu được con tin, vừa bắt được lũ Nomu lại, vừa hạ bệ được ông trùm tội phạm. Nhưng mà họ đã lầm. Chỉ riêng việc biểu tượng hòa bình xuất hiện trước công chúng, trông như một thằng nghiện, đã khiến phe tội phạm có cơ sở tin vào ngày chúng lật đổ được chính quyền. Còn phe chính phủ, đây là cái giá họ phải nhận khi chỉ dựa vào duy nhất một người. Giờ đây Shigaraki vẫn còn là một mối hiểm họa tiềm tàng mà họ phải xử lý. Ở trong bệnh viện, hai thầy trò Omai đang kể về nguồn gốc của thằng nhóc này. Chuyện là ngày xưa sau khi chồng của Nana, One For All tiền nhiệm bị sát hại, cô đã đưa con mình vào cô nhi viện để thoát khỏi vòng xoáy anh hùng. Nana cũng không muốn ai liên lạc lại với nó. Và lời hứa của Omai lại phản tác dụng khi giờ đây con của ông cháu đó chính là Shigaraki lại đang trở thành hoàng tử tội phạm. Xét cho cùng thì đây là một nốt trầm của một thời đại. Về phía các học sinh, Bakugo không chia sẻ quá nhiều với phía cảnh sát, còn Todoroki đã lui về nhà nghỉ dưỡng sau khi trải qua sự kiện vừa rồi. Nơi đó, ông già của cậu, anh hùng Andy Aver, đang tức giận vì tự nhiên được leo lên top 1 vì Omai nghỉ hưu chứ không phải ông bằng thực lực leo lên. Nhân tiện nói tới Omai, ông có một cuộc hẹn nhỏ với học trò cưng của mình để xác nhận lại chuyển trách nhiệm lại cho cậu. Kỷ nguyên của Omai đã kết thúc, nhưng trách nhiệm của người mang theo One For All vẫn còn đó. Ngoài ra thì sau vụ tấn công của nhóm tội phạm, người dân đã gửi đơn lên để yêu cầu Omai nghỉ việc ở UA vì ông chính là lý do chúng tấn công vào trường cùng đám học sinh. Nhà trường ngoài việc đồng ý với yêu cầu này ra thì để đảm bảo sự an toàn cho học sinh, họ sẽ chuyển mô hình nhà trường thành nội trú, cho học sinh ở lại sinh hoạt luôn. Dù có hơi lo lắng cho con em mình, nhưng các phụ huynh vẫn tin tưởng giao lại các thiên thần cho nhà trường nuôi dạy và bảo vệ. Omai thậm chí đã quỳ xuống để đảm bảo về sự an toàn của Deku và xin phép mẹ cậu cho phép con trai được theo học tiếp ở UA. Mẹ Deku hiểu được việc trở thành anh hùng là điều con trai mình luôn mong muốn, nên dù sót cũng để cho Deku tiếp tục theo đuổi ước mơ. Thế là sau đó không lâu, Deku cùng tất cả học sinh lớp 1A ba lô lên trường chuyển hết vào ký túc xá. Trước khi vào bên trong, thầy chủ nhiệm cũng cảnh cáo toàn bộ học sinh là nếu không có sự kiện Omai nghỉ hưu thì ông đã đuổi gần như toàn bộ học sinh vì trái ý hành động cũng như biết mà cố tình che giấu. Đó được coi là hành động phản bội lại lòng tin của nhà trường. Nói chung là lũ trẻ phải biết chịu trách nhiệm cho những việc mà mình làm. Sau khi kỷ luật xong, giờ là lúc cùng review căn nhà chung của lớp 1A. Ở trung tâm sẽ có một phòng khách riêng, rộng rãi đủ cho tất cả. Đi kèm với đó là khu nhà tắm cũng chung, xịn sò. Và tất nhiên là nam riêng nữ riêng rồi. Sau khi dọn đồ xong, nhóm con gái nảy ra ý tưởng đi xem phòng nhau xem ai là người có không gian thú vị nhất. Trong phòng của Deku không có cái gì khác ngoài Omai, nào là figure, poster, tới cả rèm cửa cũng là hàng đu của cựu top 1 server. Tokoyami thì trang trí phòng như một địa điểm tâm linh. Ngoài mấy cái ánh nến ra thì phòng tối um. Tới căn phòng của anh bạn đuôi thịt, nó bình thường mà mờ nhạt chẳng khác gì cậu. Các phòng khác nếu các bạn muốn xem thì hãy xem trực tiếp phim. Tóm lại thì đây chỉ là một cuộc vui vẻ thôi. Cuối buổi thì Asui có nhờ Ochako hẹn nhóm 5 hôm trước đi cứu Bakugo ra bên ngoài. Cô bé muốn xin lỗi các bạn vì đã lỡ lời rằng nếu ai phá luật đi hành động thì họ cũng chẳng khác gì đám tội phạm. Ban đầu tôi tưởng cô X này là người nghĩ gì nói đấy, cơ mà cũng nội tâm yếu lòng phết. Sáng hôm sau, học sinh lớp 1A có mặt trên trường để chuẩn bị lấy giấy phép anh hùng tạm thời, giúp học sinh có thể hành động và thực hiện nhiệm vụ như các anh hùng. Vì độ quan trọng của nó nên bài kiểm tra đi kèm sẽ rất khó. Hàng năm chỉ có một khoảng nửa số học sinh vượt qua nó. Điều kiện đầu tiên là từ ngày hôm nay, các học sinh phải tạo cho mình hai tuyệt kỹ riêng. Làm anh hùng mà không vừa tung skill vừa hô tên thì vứt đi. Về cơ bản thì đây là cơ hội để học sinh nâng cao kỹ năng của mình tới một mức thượng thừa mà người khác phải tỏ ra bất ngờ và e sợ. Người tỏ ra sáng tạo nhất trong vụ nghĩ ra kỹ năng chính là Bakugo. Tuy với duy nhất một sức mạnh là tạo ra vụ nổ từ mồ hôi, mà từ đầu đến giờ hết bay nhảy, tạo flash đến đánh bom khủng bố, cái gì cậu cũng nghĩ ra được.
Tuy đã bị cho thôi việc, nhưng Ô Mai vẫn có mặt để cho các em lời khuyên. Với đệ ruột Deku, ông khuyến khích cậu nên ngừng trở thành bản sao của mình. Còn cụ thể như nào cậu nên tự nghĩ, vì việc tự nhận thức và sáng tạo quan trọng hơn việc thành quả tạo ra như thế nào. Ngày hôm sau, Deku trực tiếp khoe cho thầy chiêu thức đầu tiên mình nghĩ ra, không đụng thầy. Cứ tưởng cái gì hay ho, hóa ra là dùng One for All bằng chân. Dù gì thì cũng không nên skip leg day nhé. Cùng với sự cải tiến này, Deku mang nó đến để cô bạn cơ khí nâng cấp outfit cho mình. Và thế là cậu có một đôi giày cứng hơn đi kèm đế kim loại chống trượt. Cái loại này mà cho các anh văn phòng đi đá bóng thì mỗi hiệp phải làm đôi cái ống đồng. Nhịp luyện tập cứ thế diễn ra đều đặn hàng ngày. Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra kỳ thi lấy bằng tạm thời. Thầy chủ nhiệm có nói rằng có rất ít học sinh năm nhất đạt được bằng, vì không những phải thi đấu với học sinh của trường khác mà còn phải cạnh tranh với những học sinh năm 2, năm 3. Chắc chắn những người đó phải cải tiến năng lực của mình đến mức tuyệt kỹ rồi. Thôi thì skip một phát đến ngày thi luôn đi. Sáng hôm sau, học sinh trường UA nói riêng có mặt ở nhà thi đấu. Đây là lần đầu tiên chúng ta được biết tới các học sinh của các trường khác. Điển hình là nhóm học sinh mang đồng phục chữ S này. Họ đến từ trường Shiketsu, một nơi nổi tiếng chẳng kém gì UA. Các cậu đầu cua trông rất là nhiệt huyết này, đã từng đứng đầu trong kỳ thi tuyển đầu vào, tức là còn cao điểm hơn cả Todoroki, nhưng lại từ chối giấy mời của UA mà quyết tâm nộp đơn vào Shiketsu. Một người khác cũng tai to mặt lớn không kém, đó là Ketsubusu. Các học sinh của trường này được cô giáo Joke dẫn dắt, cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ lớp mà cô đang chủ nhiệm. Có thằng cu trông giống hệt như Main, ngoài việc cao hơn và tóc đen xì ra, mọi người dần dần di chuyển vào bên trong hội trường. Lúc này Deku mới nhận ra rằng không chỉ có học sinh mà rất nhiều người lớn cũng tham gia lấy chứng chỉ, có tổng cộng 1.540 thí sinh. Và để cho cuộc thi trở nên gay cấn, ngay ở vòng đầu tiên sẽ chỉ có 100 người được chọn ra để bước tiếp đến vòng thứ hai. Vậy tỷ lệ đỗ ở đây còn thấp hơn cả 10%. Nội dung bài thi thì như sau: tất cả những người tham gia sẽ dán lên mình 3 hồng tâm, cùng với đó mỗi người sẽ được phát cho 6 quả bóng. Hồng tâm sẽ tự động phát sáng lên khi bị bóng ném vào. Nếu cả 3 hồng tâm đều sáng, bạn sẽ bị loại. Người nào đánh bại được 2 người sẽ chính thức bước vào vòng trong. Tất nhiên hệ thống chỉ tính tới người thứ 100, nên đây cũng là bài thi về tốc độ. Ngoài ra thì 6 quả bóng là vừa đủ để hạ gục 2 người, nhưng người chơi cũng có thể chỉ cần 1 quả để KS mạng của người khác thay vì ném hết cả 3 quả. Nên cuộc thi cũng nâng tầm khả năng toan tính và phối hợp từ các thí sinh. Ngay sau khi phát bóng cùng hồng tâm cho tất cả các thí sinh thì hội trường mở ra 4 phía, mở ra một khu vực thi đấu nhân tạo khổng lồ, với mỗi góc là một loại địa hình phụ thuộc vào sở trường của mỗi người. Trong khi Bakugo, Kirishima và Todoroki quyết định tách ra hoạt động riêng, thì Deku và những người còn lại di chuyển chung với nhau. So với các trường hợp còn lại thì học sinh trường UA bất lợi nhất, vì sau cuộc thi hội thao được phát sóng trên truyền hình thì mọi người đều đã biết chi tiết năng lực và phong cách chiến đấu của từng người. Quả nhiên ngay sau khi tiếng còi khai trận bắt đầu, các học sinh đã bắt đầu lao về phía lớp 1A. Đứng trước một màn mưa bóng, các học sinh của thầy Aizawa không tỏ ra nao núng. Chuyện lộ sức mạnh đối với các lớp thì chỉ là chuyện nhỏ nếu như muốn làm anh hùng chuyên nghiệp. Cảm thấy trò ném bóng không có hiệu quả, nhóm học sinh trường khác quyết định làm cứng nó với siêu năng, rồi cho bóng lặn dưới lòng đất, khiến lớp 1A không thể nào phát hiện ra quỹ đạo của những quả bóng. Tuy nhiên kế hoạch đó đã bị chặn lại bởi rắc cắm tai nghe Jiro. Cô bạn sau khi được trang bị găng tay khuếch đại, nay đã có thể xé tan mặt đất và khiến những quả bóng phải trồi lên. Sau đó tất cả đã bị màn chắn axit của Aishido ăn mòn toàn bộ. Ở bên khu địa hình đô thị, cậu bạn đầu cua đang làm hô mưa gọi gió, thu hút tất cả bóng của những thí sinh khác về phía mình, sau đó đồng loạt giáng chúng xuống như một cơn mưa điểm. Nhưng mà điểm thuộc về cậu, với duy nhất một lần ra chiêu, Yoarashi của trường Shiketsu đã loại 120 người. Quả nhiên không hổ danh là thủ khoa khóa anh hùng. Trong lúc đó, Deku thì vừa bị dính một quả bóng do mất tập trung. Người ném quả bóng đó về phía cậu là một cô bạn ở trường láng giềng. Cứ khi nào Deku tránh né là ngay sau đó cô ta sẽ biến mất, sau đó xuất hiện ở ngay sau lưng cậu và đè hai quả bóng của mình lên lưng nhân vật chính. Vừa thoát ra khỏi núi đồi, Deku lại bị bao vây bởi những thành viên còn lại của trường Ketsubusu. Ngay giữa cái lúc nước sôi lửa bỏng này, Ochako đã xuất hiện, không phải để giải nguy cho Deku mà lại trở thành gánh nặng khiến cậu phải vác cô đi trong làn mưa đạn. Đó không phải là điều mà Ochako sẽ làm, nên Deku đã sinh nghi. Quả nhiên cô gái có diện mạo giống với Ochako này đã lén lút định ghi điểm sau lưng Deku. Không biết học sinh này thực chất ở trường nào, nhưng ngay sau khi bị bóc mẽ, cô ta đã lột sạch quần áo để lộ khả năng biến hình của mình. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Zero bắn giải băng che lại, có lẽ cái video recap này sẽ bay màu. Trong khi đã có hơn nửa thí sinh vượt qua vòng tuyển chọn, việc này đã khiến Todoroki phải thay đổi chiến thuật chơi an toàn của mình. Ngay khi vừa ló mặt ra, áo quần hội thao đã bị một nhóm người ăn mặc như ninja bao vây. Tên áo đỏ thì có khả năng phóng đại đồ vật. Hắn thủ sẵn bên mình những con ốc vít được làm bằng tungsten, một thứ kim loại mà lửa của Todoroki không thể nung chảy được. Với kích thước được cường hóa lên, những bức tường của Todo tỏ ra không có nhiều ý nghĩa phòng thủ. Ngay sau đó, những ninja khác bắt đầu tung chiêu của mình. Chúng lấy nước và đất để dập lửa, còn kim loại để phá băng. Điều đó khiến Todoroki phải vừa chạy vừa nghĩ cách. Đám ninja không buông họ, xuyên qua màn khói. Chúng tìm thấy một đống lửa nhưng rất tiếc, đó chỉ là vật đánh lạc hướng của con trai Endiavo. Lúc này cậu đã đứng ở một địa hình cao hơn, sẵn sàng phun lửa vào cột băng mình cắm vào thùng hóa chất bên dưới để khiến cả nhóm ninja rơi vào trạng thái bất lợi. Khi chúng lấy lại được ý thức thì bản thân đã bị giam cứng trong băng của Todo và phải chịu một thất bại toàn diện. Todo là người đầu tiên của lớp 1A tiến vào vòng trong.
Cùng lúc đó, ở khu đô thị, nhóm 4 người gồm Bạch Tuộc, Ếch, Tai Nghe và túi thần kỳ của Doraemon đang di chuyển thận trọng trong một tòa nhà. Theo như âm thanh mà Zero nghe được, đang có khoảng 4 người tiến về phía họ. Đang chăm chú nghe ngóng thì Zero bị âm thanh cực đại đấm thẳng vào lỗ tai. Có lẽ đối thủ đã biết rõ những người ở tầng trên là ai và sẽ sử dụng siêu năng như thế nào. Bước tiếp theo, chúng bắn nứt toàn bộ cửa kính bên ngoài để làm giảm đi tầm nhìn của Shoji. Hễ có một ai manh động là xạ thủ sẽ nã đạn từ tòa nhà đối diện xuống. Chưa dừng lại ở đó, hơi lạnh được truyền vào từ lỗ thông hơi, cùng lúc với các cánh cửa sập được đóng xuống. Giờ đây hành lang này chẳng khác gì một cái kho đông lạnh, bởi tính chất sinh học giống ếch của mình mà Asui đã ngủ thiếp đi. Vì thế mà Momo đành phải tạo ra một chiếc chăn giữ ấm cho cô bạn. Vấn đề hiện tại là họ phải giải quyết bài toán này ra làm sao, khi vẫn chưa rõ cụ thể kẻ địch bên ngoài có bao nhiêu người và còn siêu năng lực gì được phô ra nữa hay không. Momo không thể tạo ra bom rồi phá cửa, vì nó sẽ tạo ra một vụ nổ hơi nước. Toàn bộ kế hoạch này được lên bởi Intelli, học sinh năm 2 của học viện Seiai. Cô ta có siêu năng là siêu trí tuệ, cứ uống trà rồi nhắm mắt là IQ nhân 3 nhân 4 ngay. Vậy làm sao mà Momo có thể phá giải được thế trận này đây? Cô tự đặt mình vào vị trí các bạn. Nếu là Deku thì cậu ta sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Cậu ta sẽ ưu tiên vào việc cứu người mà bỏ qua tính chất của bài thi, tức là quên đi lợi ích của bản thân. Nghe thì cũng nghĩa khí đấy. Rồi cuối cùng giải pháp là gì? Momo tạo ra 4 chiếc tai nghe chống ồn, rồi sau đó dồn toàn lực tạo ra một chiếc loa kéo. Cô khuếch đại sức mạnh của Zero để những kẻ bên ngoài điếc tai. Rồi khi chúng không chịu nổi nữa mà ngất đi thì cũng là lúc mà cả bọn tự tin phá cửa ra ngoài. Bằng một cách nào đó, cô bạn siêu trí tuệ đã không ngất mà còn núp sau cánh cửa. Cô ta kéo Momo vào trong lại rồi khóa trái lại, định lợi dụng khi Momo kiệt sức để ghi điểm. Nhưng ba người kia đã phá cửa để kéo túi thần kỳ qua vòng sau cùng với mình. Đó là 4 cái tên tiếp theo của lớp 1A. Giờ hãy đá qua khu công xưởng, nơi mà Bakugo đang dẫn đàn em đi săn mồi. Vừa chui lên khỏi thang đứng, ba người bị một học sinh trường Shiketsu tấn công. Đòn thế bất ngờ đến nỗi Kirishima đã phải đẩy Bakugo để tự mình lãnh nguyên cục thịt. Nó khiến cậu bị thua vào một khối bầy nhầy và trở thành một trong hàng chục con mồi bị bắt lại của tên này. Để xem Bakugo sẽ làm gì để giải cứu cho thằng bạn chí cốt của mình. Rất tiếc là không có gì nhiều. Trong khi quá mải mê những mảnh cơ thể được phân bào, Bakugo đã không để ý rằng có một mảnh đã luồn ra sau lưng mình từ bao giờ. Nó tóm được cậu và tiếp tục nhào nặn để trở thành cục thịt tiếp theo. Trong thực đơn của Shishikura, học sinh ưu tú trường Shiketsu, ngoài việc hạ gục người điều khiển ra, không có cách nào để con mồi có thể thoát ra khỏi đống thịt đó. Đồng nghĩa với chuyện Kaminari sẽ phải solo 1-1 với kẻ vừa hạ Bakugo. Và cậu bạn Pikachu đã có cơ hội tỏa sáng của riêng mình. Thiết bị mà nãy Kaminari bắn chính là một ổ tiếp điện. Nó cho phép đường điện của cậu chính xác hơn mà không làm ảnh hưởng tới những khu vực xung quanh. Cùng với quả lựu đạn mà Bakugo đã kịp ném ra trước khi bị nhào nặn, thì Kaminari đã kết hợp chúng lại để tạo cho đối phương một bất ngờ. Kết quả sau khi bị giật điện, Shishikura yếu dần đi, đồng nghĩa với chuyện Bakugo và Kirishima có thể tự thoát khỏi kén thịt và hạ gục kẻ đã nhào nặn mình. Nhưng mà hạ gục Shishikura cũng đồng nghĩa với chuyện tất cả những người bị hắn khống chế cũng sẽ tỉnh lại. Với Bakugo nói riêng thì đây chẳng khác gì cái kho điểm cho cả bọn. Tất nhiên cuộc thi sẽ mất vui đi một phần nếu như thiếu đi nhân vật chính. Ở ngoài bãi đất, Deku vừa có một màn team up nhanh gọn với Uraraka và Seiro. Cả ba kết hợp siêu năng để tạo ra một mạng lưới băng keo dày như mạng nhện, sau đó đổ ập xuống với khả năng điều khiển trọng lực của Uraraka. Nhóm của Deku và Bakugo gặp lại nhau trên đường tới phòng chờ. Vậy còn những thành viên khác của lớp 1A thì sao? Giữa một chiến trường hỗn loạn, trong khi ai cũng đang sốt sắng về slot của mình, thì Aoyama đã làm một hành động không thể nào hảo hán hơn. Cậu lấy thân mình ra thu hút sự chú ý bằng cách bắn tia năng lượng lên trời. Aoyama không muốn mình trở thành gánh nặng khi đã bị ăn 2/3 bóng, nên muốn hy sinh để tạo khoảng trống giúp đồng đội ghi điểm. Ban đầu đó chỉ là kế hoạch bộc phát từ suy nghĩ cá nhân, nhưng ai ngờ tia sáng lấp lánh đó đã khiến toàn bộ thành viên lớp 1A tập hợp lại với nhau. Họ đồng loạt triển khai các sức mạnh xen kẽ như đã tập dượt từ trước. Đầu tiên là Koda với đàn chim bay kín bầu trời, tạo điều kiện cho chim đen của Tokoyami có thể hóa Chaos mà lộng hành. Khi đối thủ bị đánh úp bất ngờ, chúng vô tình rơi vào lưới bóng dính của Mineta và chẳng có gì có thể ngăn cản được lớp 1A dắt tay nhau vào mà không để bất cứ một ai bỏ lại phía sau. Lúc này ở trên khán đài, thầy Aizawa cũng không thể giấu nổi sự tự hào đối với đám học sinh của mình. Bài thi chọn lọc tiếp theo được công bố ngay sau khi thí sinh thứ 100 bước qua cửa. Trên màn hình lớn, hội đồng chiếu cảnh toàn bộ khu vực thi đấu đã bị đánh đổ sập, tạo ra môi trường giống như trải qua một trận thảm họa. Và nhiệm vụ của các thí sinh là sẽ phải giải cứu người bị nạn, những người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Điểm của các thí sinh sẽ được xét theo yêu cầu của ban tổ chức. Khi một người có đủ điểm sàn, hệ thống sẽ đánh là đạt yêu cầu và cho phép qua. Vừa nhìn một cái thôi là Deku và Aida đã nhớ ra nhiệm vụ ở Kamino và cái lần mà mấy anh em lập team đi cứu Bakugo. Tổng kết lại, đây sẽ là bài thi cứu hộ. Nó sẽ không đơn giản là tìm người và mang đi. Đây là một bài thi nơi các thí sinh phải phối hợp với nhau, vừa dọn dẹp tàn tích, vừa tạo lối di chuyển cho các phương tiện hỗ trợ và còn phải làm thay nhiệm vụ của đội y tế trước lúc họ có mặt. Nói chung là về khoản này thì lớp 1A gần như không có kinh nghiệm. Thế mới thấy là làm anh hùng không chỉ là công việc đi đánh đấm. Trong lúc các thí sinh thực hiện nhiệm vụ, những nạn nhân sẽ trực tiếp hướng dẫn và chấm điểm cho họ luôn. Ví dụ như sự lạc quan lúc có mặt là điều cực kỳ cần thiết. Chẳng có lẽ nào mà mỗi lần xuất hiện, Omai ở đó với một nụ cười trên môi và luôn cố gắng trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Ngoài ra thì các nạn nhân có thể đang phải chịu những chấn thương khó thấy bằng mắt thường, đa phần là ảnh hưởng tới nội tạng. Vậy nên khi định mang họ tới nơi an toàn, cần phân tích kỹ càng để không biến lợn què thành lợn quay. Cứ như thế này thì e rằng bài thi diễn ra sẽ hơi chán. Nên là để tăng thêm phần kịch tính, phía chương trình đưa vào một yếu tố bất ngờ, đó là sự xuất hiện của anh hùng cá voi sát thủ. Ông sẽ đóng vai làm kẻ xấu để biến nhiệm vụ của các thí sinh trở thành bội phần khó khăn hơn. Khi bên cạnh có nạn nhân rồi thì không phải là cứ muốn đánh là đánh, quyết định lúc này mới thực sự quan trọng trong bài thi cứu hộ. Nói một chút về những người đứng đằng sau cuộc thi giấy phép lần này, họ đã có chút thay đổi về nội dung bài thi. Phần lớn nguyên nhân đến từ sự kiện Oh My về hưu và khoảng cách giữa ông với anh hùng top 2 là Endeavor là quá lớn, nên họ muốn xây dựng một đội quân anh hùng tinh nhuệ thay vì tập trung hết vào một cá nhân. Quay trở lại với cuộc thi, anh hùng cá voi đang làm chùm cuối mà 100 thí sinh phải đối mặt. Trong lúc mọi người còn đang chưa biết phải chạy hay thủ, thì Shindo của trường bên cạnh đã chủ động lao lên, sử dụng siêu năng động đất để cản đám lính lại. Chỉ sau một giây phút, Gang Oka đã bơi đến trước mặt cậu. Chỉ cần dùng siêu âm mà đã đánh ngất được anh chàng năm 3, không thể để vỡ trận. Cả Todoroki và Yoarashi có mặt ngăn cản anh hùng cá voi. Tuy sức mạnh của cả hai là vượt trội, nhưng vì những hiềm khích cá nhân với Endeavor, chuyện là hồi bé Yoarashi có hâm mộ anh hùng lửa, mà đến khi giơ bảng ra xin chữ ký lại bị ông hất văng đi. Thế là từ yêu chuyển thành hận. Rồi đến ngày thi tuyển vào UA, Yoarashi cũng bị Todoroki lạnh lùng phũ, dẫn đến quyết định dù có điểm tuyển cao nhất nhưng cậu cũng nhất quyết không vào UA. Cuối cùng với sự hiềm khích đó, một người thì bắn lửa, người còn lại thì thổi gió, khiến chiêu thức đi lệch sang phía của Shindo. Nếu không có sự ra tay của Deku, có lẽ anh bạn năm 3 đã trở thành một đống tro. Nhận ra hành động của mình có phần quá cảm xúc, thì hai anh tài này đã đứng sững lại một nhịp và để Gang Oka cùng đàn em lợi dụng khoảng hở để tung chiêu khống chế. Tuy không nói với nhau một lời nào, nhưng cả hai đã cùng bỏ qua cái tôi và để kết hợp sức mạnh với nhau, tạo ra một vòng lửa bao vây Gang Oka. Cùng lúc đó, các học sinh khác cũng hỗ trợ hai anh tài bằng cách dọn dẹp đám lính đang nã đạn từ bên ngoài. Deku nhận ra cơ hội của mình, ngay khi đống lửa vừa bị dập tắt đi, cậu lao vào tấn công mục tiêu. Và cũng chính lúc đó, tiếng còi kết thúc vang lên. Giờ là lúc các thí sinh ngồi lại để xem ban tổ chức tính điểm. Sẽ có luôn danh sách những người đủ điều kiện để nhận chứng chỉ anh hùng tạm thời. Hầu hết các thành viên của lớp 1A đều đậu, chỉ trừ hai người là Bakugo vì cái tội mỏ quá hỗn và không chịu hỗ trợ nạn nhân. Thứ hai là Todoroki, cả cậu và Yoarashi vì cái tôi quá cao đã hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đến việc bị trừ điểm nặng ở phần thi này. Còn với các học sinh đã đạt, giờ các em có thể hoạt động như những anh hùng, tức là chiến đấu với tội phạm và giải cứu người dân. Điều đó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm mang lên vai cũng đã rất lớn. Với các em không may mà không đạt đủ điều kiện, thì hội đồng có một đợt thi bổ sung vào 3 tháng sau. Nên nếu vẫn còn quyết tâm làm anh hùng, thì hãy chăm chỉ luyện tập đợi đến lúc đó. Kỳ thi kết thúc, học sinh trường UA và Shiketsu chia tay nhau trong tình hữu nghị. Trước khi chia ra, Deku có hỏi về cô bạn có khả năng biến hình. Không ai biết người đó chính là Toga, ác nhân trong liên minh tội phạm. Cô gái này có khả năng biến thành người khác sau khi hấp thụ máu của họ. Trong lần chạm trán vừa rồi, Toga đã lấy được một giọt của Deku. Không biết có mục đích gì, nhưng có vẻ con điên này đã si mê men mất rồi. Tạm gác lại chuyện yêu đương xì tin qua một bên, thì Oh My đang có một cuộc đối thoại với kẻ thù truyền kiếp của mình, All For One, đang bị nhốt trong một nhà giam kiên cố nhất. Chỉ cần hắn hơi nhúc nhích thôi là khẩu súng phía trên sẽ đục vài lỗ trên người. Cùng với đó, sóng não cũng được phân tích liên tục. Chỉ cần một ý nghĩ về việc sử dụng siêu năng, hệ thống sẽ phát động tấn công. Nói chung là sẽ không có cách nào để hắn có thể thoát ra khỏi nơi này, chí ít là trong phần hiện tại. All For One nói rằng hắn không biết Shigaraki, kẻ được sắp xếp để kế nhiệm mình, đang ở đâu. Và đúng là hắn không biết thật. Ngoài ra thì dù bị cách ly vì thông tin, thì ông trùm tội phạm vẫn đoán được tình hình xã hội anh hùng, về sự bất ổn của chính quyền khi biểu tượng anh hùng đã về hưu. Và đây là lúc mầm mống tội ác bắt đầu được thai nghén. Tối hôm đó, ở ký túc xá của lớp 1A, trong khi ai nấy đều đang vui vẻ dù đã trải qua một ngày thi đầy mệt mỏi, thì Bakugo đã hẹn Deku ra ngoài nói chuyện riêng. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Deku từ một thằng nhóc vô năng đến chuyện đỗ vào UA, rồi có sức mạnh và cải tiến nó từng ngày. Cộng với chuyện cô anh hùng mèo đã bỏ việc vì bị All For One lấy mất siêu năng, tất cả đưa đến cho Bakugo một giả thuyết về nguồn gốc sức mạnh của Deku đang sở hữu. Cậu cho rằng người ban nó không ai khác chính là All Might. Nhìn mặt Deku thì đã biết thừa câu trả lời rồi, nhưng mà đó lại không phải là thứ Bakugo muốn. Việc kẻ mình coi thường nhất lại được người mà mình thần tượng từ bé công nhận rồi trao hẳn sức mạnh cho làm Bakugo cảm thấy rất tức giận, và cậu muốn đánh nhau một trận với nó. Đó là logic của đàn ông. Thực ra không phải như thế, mà Bakugo chỉ muốn xác nhận lại về con mắt nhìn người của Oh My. Ông ta sẽ không bao giờ chọn một tên cặn bã hèn nhát để trao sức mạnh. Và nếu đúng như vậy thì nó sẽ được thể hiện ra trong trận đấu 1-1 này. Còn tại sao phải đánh ở ngoài đường thay vì phòng tập thì... Bởi vì thế nó mới tự do, nó mới thực tế và không bị người khác cản trở. Thực ra đó thì vẫn chỉ là lý do mà Bakugo dùng để che giấu cảm xúc bên trong mình thôi. Sau khi bị Deku đá một cú chảy mồm, thì Bakugo mới bắt đầu mếu máo, xong thừa nhận là mình cảm thấy có lỗi. Chính vì phải đi cứu cậu mà Oh My bị thương nặng, dẫn đến việc phải về hưu. Chính vì sự yếu đuối của mình mà Bakugo đã hủy hoại người cậu tôn thờ nhất. Rồi thêm việc nhìn Deku tiến bộ từng ngày, từ một kẻ lẽo đẽo theo sau, giờ Deku đã chính thức vượt mặt Bakugo với chiếc giấy phép anh hùng. Deku hiểu được trận chiến này không có ý nghĩa gì, dù là thắng hay thua. Nhưng cách tốt nhất để cậu tỏ ra sự tôn trọng của mình dành cho ông bạn chính là chơi một cách hết mình.
Deku đã luôn theo đuổi Bakugo ngay từ nhỏ, vì trong mắt cậu, người bạn này là tuyệt vời. Thậm chí ngay cả bây giờ, cậu vẫn coi Bakugo là người bạn thân thiết nhất. Mang theo tình yêu, quyết tâm đó, Deku đẩy sức mạnh của toàn bộ cơ thể lên mức 8%. Nghe khá là mỉa mai, nhưng tầm đó là đủ để đánh với Bakugo rồi. Nhưng có lẽ việc quá tự tin khi chọn không chung để chiến đấu đã khiến Deku phải chịu một thất bại ở ngay phút chót. Các bạn phải xem trực tiếp màn solo này mới thấy studio họ nấu đỉnh như thế nào, chứ recap kỹ ra là bay kênh mất. Sau cuộc đụng độ tan cửa nát nhà, Oh Mai từ từ tiến tới từ đằng sau. Trước đó ông đã ngăn thầy chủ nhiệm lớp 1A lại để cho hai thằng nhỏ đánh nhau, bởi đây là cách duy nhất để Bakugo có thể gỡ bỏ những uất ức trong lòng. Tuy bề ngoài bố láo cọc cằn là vậy, nhưng bên trong vẫn là một tâm hồn mỏng manh, cảm thấy ghen tị vì không được Oh Mai lựa chọn làm người kế nghiệp. Sau đó Oh Mai kể hết cho Bakugo về One For All, về cách nó được truyền qua nhiều đời và sứ mệnh của người nắm giữ. Bakugo cũng hứa rằng sẽ giữ bí mật giữa ông và Deku lại. Khi ba thầy trò về đến nhà chung, Deku và Bakugo bị thầy Aizawa phạt nặng, bắt dọn vệ sinh và cấm túc trong 4 ngày. Ngoài ra phải tự chăm sóc các thương tổn, không được nhờ bà thím mà chạm xá phục hồi. Trên đời này có rất nhiều loại người, loại vui vẻ sáng dậy sớm bán sức cho tư bản đến 5 giờ chiều ra về trong sự mệt mỏi. Cũng có loại không theo được guồng quay của xã hội, trở thành thiểu số, rồi bắt đầu có những suy nghĩ mới lạ. Đây là Twice, một kẻ đang vật lộn với giọng nói ở trong đầu. Với điếu thuốc trên tay, anh đi xuống phố cho tâm hồn khuây khỏa. Anh chứng kiến một vụ cướp giữa ban ngày, không phải hoạt động riêng lẻ mà là cả một nhóm hoạt động có tổ chức. Từ ngày tin tức về việc Oh Mai nghỉ hưu, lũ tội phạm ngày một lộng hành hơn. Nhưng điều mà tên này tìm kiếm không phải là những đồng bạc lẻ như vậy, mà là một băng tội phạm tầm cỡ quốc gia. Twice vừa nhận được cuộc gọi từ Giran, một tên môi giới khét tiếng trong giới tội phạm. Hắn hỏi anh về tung tích của Dabi, tên vá mặt có ngọn lửa màu xanh. Nguyên nhân là bởi Shigaraki muốn tập hợp đội lại một lần nữa. Twice nói rằng mình không biết, nhưng một giây sau lại nói có. Trước khi cái nhân cách kia chui ra ngoài, hắn ta đã kịp đeo chiếc mặt nạ lên. Thứ hắn nói sẽ giúp cơ thể mình ổn định ở một bản thể duy nhất. Năng lực của Twice đúng như tên gọi là nhân đôi, từ 1 thành 2, từ 2 thành 4. Ban đầu, Twice sử dụng năng lực này để sai khiến các bản sao, bắt chúng phải dọn dẹp. Còn mình thì ngồi một chỗ sai bảo như vua chúa. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi mỗi bản sao lại có ý thức riêng rẽ. Chúng tranh cãi với nhau về việc ai mới là bản gốc. 9 ngày trôi qua, duy nhất một bản thể còn tồn tại. Nó bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Twice không nghĩ một kẻ tâm thần như mình lại được anh hùng cứu giúp, nên anh tìm tới những kẻ điên loạn giống như mình. Ngay lúc lang thang trên phố, hắn thấy đám cướp vừa rời khỏi cửa hàng đang nằm la liệt trên đường. Còn trước mặt chúng là một nhóm bất hảo khác. Đây là một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, chẳng kém gì liên minh tội phạm. Họ sẽ được đề cập chi tiết ở mùa sau. Quay lại với các em học sinh ở lớp 1A, bọn trẻ được thông báo về một đợt thực tập anh hùng sắp tới. Chắc là một dịp gì đó tác giả nghĩ ra để học sinh không phải ở trong trường nữa. Trước khi ra quân, thầy chủ nhiệm mời học sinh năm 3 đến phổ biến cho đàn em tí kinh nghiệm. Họ là ba cá nhân xuất sắc nhất của UA, có thể gọi là tam đại. Đây là những người gần với trình độ anh hùng chuyên nghiệp nhất của trường. Đầu tiên là Amajiki. Anh này chưa rõ sức mạnh ra sao, nhưng mà đứng trước đám đông là bị ngại, chẳng nói được gì. Còn chị gái tóc tím lại có vẻ năng động quá đáng, lanh chanh đi hỏi các em về mấy thứ đặc biệt, như quả tóc bóng của Mineta hay cái đuôi thịt không có gân của Ojiro. Phải đến khi thấy Aizawa ra hiệu thì nhóm trưởng mới chấn chỉnh lại mọi thứ. Thực ra cậu này cũng không biết phải nói gì, nên là xin phép thầy cho phép dắt tụi nhỏ xuống phòng thể chất solo luôn. Bởi cái phim này là học viện anh hùng mà, ai rảnh ngồi xem học văn hóa. Người đầu tiên tiếp chiến với các em là Lê Mi Liền. Anh ta có một siêu năng hơi biến thái, đó là chia nhỏ các phân tử của cơ thể để nó có thể xuyên qua mọi thứ, kể cả quần áo. Nên cuộc chiến chính xác sẽ diễn ra theo kiểu một ông học sinh năm 3 trấn như nhộng đi đấm các bé trai bé gái khóa dưới. Dù vẫn là học sinh, nhưng Lê Mi Liền được đánh giá là tiệm cận với anh hùng số 1 nhất, đó là tính cả dân chuyên. Chỉ qua một combo, đàn anh đã đánh gục tất cả những đứa có siêu năng tầm xa. Xem ra thì trước khi đến đây, Lê Mi Liền cũng đã tìm hiểu kỹ những người mình sắp phải chỉnh đốn. Vậy làm cách nào để lớp 1A có thể chiến thắng được một người có thể xuyên qua mọi thứ? Câu trả lời là không. Dù cho Deku có dự đoán được trước hướng mà đàn anh dịch chuyển tới, thì việc không thể gây sát thương đã khiến cậu và những người còn lại nằm đo ván. Sau đó, Lê Mi Liền đã giải thích năng lực của mình là thẩm thấu. Anh di chuyển bằng cách để cả cơ thể chui xuống đất và ngoi lên bằng cách giải trừ nó. Siêu năng này nghe thì bá đạo, nhưng mỗi khi sử dụng nó thì Lê Mi Liền không thở được vì không khí cũng xuyên qua phổi, và còn chẳng nhìn thấy gì khi ánh sáng cũng xuyên qua mắt luôn. Thế là tất cả những gì anh làm hầu hết là phán đoán. Nên là có một cái hành động chạy xuyên qua tường tưởng là dễ, nhưng lại phải kiểm soát từng bộ phận để không bị kẹt hay tụt xuống dưới lòng đất. Nói tóm lại là kỳ thực tập đã giúp anh rất nhiều trong quá trình hoàn thiện siêu năng lực của mình. Nghe thì rất chi là quảng cáo nhưng mà lại vô cùng thuyết phục. Giống như việc chúng tôi quảng cáo về áo trùm cuối cũng như là trùm figure. Trước khi kết thúc phần thứ 3 của Học viện Anh hùng, chúng ta lại được nhá hàng về một cú bắt tay thế kỷ giữa hai thế lực tội phạm. Liệu kẻ đang đeo mặt nạ mỏ quạ này có khiến cán cân công lý bị lệch đi hay không? Và hắn thì có siêu năng lực gì mà có thể tự tin đơn thương độc mã kéo đến hội ác nhân để đối mặt và trao đổi với Shigaraki? Hãy đón chờ tất cả những diễn biến tiếp theo trong phần thứ 4 của Học viện Anh hùng. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.